Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, cả khối không khí mát và vùng hội tụ gió đều yếu đi. Ngoài trời lúc này thì đã bắt đầu có nắng nhẹ, nhiệt độ chỉ khoảng từ 22 đến 24 độ ở khu vực vùng núi Trung Du và ngưỡng nhiệt từ 25 đến 26 độ ở khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh cơ bản không còn ảnh hưởng. Hội tụ gió trên mực 1.500 m cũng tan, nên miền Bắc sẽ trở lại với thời tiết tạnh giáo và có nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ sẽ tăng thêm từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm qua. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ đạt mức từ 32 đến 34 độ. Tuy nhiên, trạng thái giảm mưa ở khu vực Bắc Bộ chỉ là tạm thời. Nhiều khả năng sang ngày mai, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa dông trở lại, cục bộ có mưa to kèm theo dông sét gây nguy hiểm. Ở miền Trung, trong ngày hôm nay không còn hình thái thời tiết nào để gây mưa, nên lúc này thì cả miền Trung cũng đều đang chào đón ngày mới với thời tiết nắng ráo. Nắng thì cũng đã xuất hiện. Mức nhiệt ngày hôm nay ở hầu khắp Trung Bộ vẫn duy trì ở mức cao. Khu vực các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, ngưỡng nhiệt ngày hôm nay vào khoảng 31 đến 34 độ. Khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận cũng có nắng sớm nhưng cường độ nắng mạnh hơn. Vì thế, mức nhiệt ngày hôm nay sẽ duy trì trong khoảng từ 34 đến 36 độ. Trời nắng và có khoảng 1/3 khu vực còn xảy ra nắng nóng. Đến chiều và tối nay, khu vực phía Tây của Thanh Hóa cũng như là phần phía Tây của khu vực Quảng Bình, Quảng Ngãi sẽ có mưa rào và dông cục bộ. Cần phải đề phòng với hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở phía Nam, dự báo trong ngày hôm nay, mưa rào và dông vẫn chỉ xuất hiện ở một vài nơi, với thời gian mưa chủ yếu tập trung về chiều tối. Trong ngày, thì cả hai khu vực trời đều có nắng. Ở khu vực Tây Nguyên và miền Tây của Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, với mức nhiệt từ 33 đến 36 độ. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt, với mức nhiệt 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trên biển, khu vực biển Cà Mau, Kiên Giang, Vịnh Thái Lan chiều và tối nay sẽ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc ở mức cấp 3 đến cấp 4. Còn ở khu vực huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ, mưa rào và dông vài nơi. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.